hiệu máy lọc nước Olay Hàn Quốc. Tên thương hiệu Olay có thương hiệu cho thuê và bán lẻ miễn đọc cho thuê đã tạo được trên thị trường 24 năm và đơn vị đầu tiên ở Việt Nam cho thuê máy lọc nước và cũng được cho tất cả các doanh nghiệp trường học nhà. Thì tất cả các sản phẩm lên của Olay Hàn Quốc sẽ là các sản phẩm quyết định trang sách thiết bị chủ động cho ở nhà. Nếu các anh chị em có mong muốn cải thiện cái nguồn nước và cái cuộc sống của mình để liên hệ với tập đoàn của Olay và chị Hồng để lời cảm ơn. Về để tặng cho chị em mình ngày 20 tháng 10 vừa an toàn
Hiện tại là tổng phân phối miền Nam của công ty nước ngoài Đức Trang. Cho em xin hỏi là trong số chúng ta ở đây, mọi người có muốn mình luôn được hơn để trở nên thu hút hấp dẫn và tự tin không ạ? Và trong số chúng ta thì có ai đã từng nghĩ rằng nước hoa là một dòng sản phẩm rất là xa xỉ và đắt đỏ không ạ? Và vào ngày hôm nay có một dòng sản phẩm nước hoa đến từ Pháp nhưng mà giá lại rất là Việt Nam dành cho người Việt, bởi vì là với một cái mong muốn là tất cả mọi người Việt Nam, người người nhà nhà đều được thơm. Và đặc biệt là nước hoa ở đây thì bảo hành hương thơm tới giờ cuối cùng, tức là bảo hành trong đời sản phẩm ạ. Và đặc biệt ngày hôm nay, nhân dịp sắp tới ngày 20 tháng 10 của nước Việt Nam thì công ty em có một cái chương trình là mua một tặng một, chương trình ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay ạ. Bởi để nhằm mục đích là tri ân và mong muốn cho mọi người, tất cả mọi người có cơ hội được trải nghiệm giúp mát gan, giải độc,